một cái rào cản tiếp theo nữa là rất nhiều bạn đó là em chờ có cái sản phẩm nào tốt đó em ra em khởi nghiệp. Và rất nhiều bạn cứ chờ và họ cố gắng đi tìm sản phẩm A, họ đi tìm sản phẩm B, họ đi tìm sản phẩm C, và qua ngày tháng có những bạn sau 3 tháng gặp lại em cũng vẫn đi tìm, sau 6 tháng gặp lại em vẫn đi tìm, một năm họ nói họ vẫn đi lơi tìm và họ không thể bắt đầu được. Có những người ra khởi nghiệp á thì họ cứ mãi đâm chiêu theo cái ý tưởng thôi. Rồi dĩ nhiên khi các bạn đọc sách báo á, tài liệu á, thì rất là nhiều người họ luôn nói rằng là khởi nghiệp kinh doanh bắt đầu từ một ý tưởng. Ok, cái điều đó nó rất là tuyệt vời, mình không nói. Tuy nhiên với cái kinh nghiệm hơn 20 năm làm kinh doanh của mình á, thì mình mới phát hiện ra nếu mà chúng ta bắt đầu bằng một ý tưởng nó còn lâu lắm, còn mong lung lắm. Mà chúng khởi nghiệp là bắt đầu bằng việc chúng ta phải chọn cho chúng ta một cái sản phẩm thì chúng ta mới bắt đầu được. Dĩ nhiên có những người nói rằng khởi nghiệp bắt đầu bằng một cái thị trường, chúng ta thấy cái thị trường đó nó có tiềm năng không. Đúng, mình không phản đối cái ý kiến đó. Tuy nhiên mình nói với các bạn này, một người chưa có kinh nghiệm kinh doanh như bạn thì các bạn có nhìn thấy được thị trường không? Cũng chả phải nhìn thấy. Cái câu mà nói là khởi nghiệp bắt đầu bằng một thị trường lớn thì cái dành cho những người họ có rất là có kinh nghiệm như mình này. Mình thấy cái thị trường lớn rồi mình mới chọn cái sản phẩm đó. Tuy nhiên với những cái người mà chưa bao giờ kinh nghiệm của bạn thì các bạn không có nhìn thấy được thị trường đâu. Mà cái kinh nghiệm của mình là khởi nghiệp cũng đừng có bắt đầu từ một ý tưởng. Cái ý tưởng nó lâu lắm, nó còn mong lung lắm. Mà các bạn phải bắt đầu từ một cái gì ạ? Bằng việc chọn cho mình ngay một cái sản phẩm. Bạn hiểu chưa? Chọn cho mình ngay một sản phẩm. Dĩ nhiên mình chọn ngay một sản phẩm cũng chưa biết nó đúng hay sai đâu, nhưng mà cứ việc chọn đã. Mình hay nói ví dụ vui đó như vậy để các bạn dùng. Có nhiều người nói là tán gái bắt đầu từ đâu, thì mình hay nói là tán gái là bắt đầu từ việc bắt đầu cho mình chọn cho mình một cái cô gái. Bạn nhớ ra điều này chưa? Dĩ nhiên mình yêu cô gái đó chưa, cô gái đó yêu mình chưa, cái chuyện đó tính sau. Phải bắt đầu một cô gái rồi chúng ta mới bắt đầu được, bắt đầu lên cái hộp tìm hiểu. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Rồi chúng ta có một chiến lược tới, rồi đi một thời gian, rồi ok, nếu hợp nữa thì mới tiến tới, không hợp thì thôi. Thì ra khởi nghiệp cũng y chang vậy á, phải bắt đầu chọn cho mình một cái sản phẩm đã, rồi chúng ta bắt đầu mới đi tìm hiểu cái sản phẩm này nó có phù hợp không, sản phẩm này có bán được không, nhiều người mua nhiều đông, cái đó nó đi sau nữa. Các bạn nhung ra điều này. Vậy thì cái làm sao để bắt đầu chọn cho mình một cái sản phẩm, mình có một cái kỹ thuật vậy. Các bạn lấy cái tờ giấy trắng ra, bắt đầu các bạn mới ghi là bên chi, có một cái cục chi. Chi là gì? Những cái gì hồi giờ trong cuộc đời các bạn mà bạn bỏ tiền ra bạn mua gọi là chi. Ok không ạ? Bạn có thể là ví dụ như bạn ghi là bạn chi tiền ăn sáng một dòng đúng không? Chi tiền ăn trưa, chi tiền ăn tối, ok mà. Bạn ghi nhiều lắm. Chi tiền gì? Chi tiền đi cắt tóc, chi tiền mua dầu gội đầu, ok mà. Chi tiền mua xe máy, chi tiền đi rửa xe máy, chi tiền đi đổ nhớt, đổ xăng, đi sửa xe. Các bạn là đi mua phụ tùng xe. Các bạn nhưng mà chi tiền mua điện thoại, ok, chi tiền mua áo, chi tiền mua quần, chi tiền mua giày, mua dép, mua bóp, mua kính, mua bút, mua viết, mua tập, ok, mua sách đọc, mua tài liệu học, ok mà. Chi tiền đi đám cưới, đi tiền đi quà tặng, ok. Các bạn thấy không? Click nó vô cùng dài. Bạn cứ chi tiết là hồi giờ bạn mua những gì, chi tiền đi du lịch, chi tiền tất cả nó rất là dài. Ok, nó dài lắm. Ok, chi tiền đi ăn uống, đi ngăn đi nhà hàng, đi khách sạn, đi xem phim. Các bạn thấy cái list nó dài mà, nó rất là dài, nó vô cùng dài. Rồi bây giờ các bạn nhìn phải ghi ra, không có được nghĩ trong đầu nó không ra, phải ghi rõ ràng ra. Rồi bây giờ bạn nhìn vô, ví dụ như bạn nhìn vô cái chỗ cắt tóc, các bạn khoảng cắt tóc lại. Rồi bây giờ mình mới hỏi bạn này, cắt tóc là cái tiền bạn chi ra. Tuy nhiên mình hỏi nè, có rất nhiều người làm giàu từ cắt tóc không? Có. Các bạn nhìn chờ. Rồi ví dụ như bạn chọn cái chỗ hoa lan, okay. Bạn chi tiền bạn mua hoa lan thì bạn ghi hoàn cho ra. Rồi bạn nhìn ra này, ngoài thị trường hiện tại có nhiều người kinh doanh hoa lan tuyệt vời không, có nhiều người họ giàu không. Các bạn hình dung ra điều này nè chưa? Hoặc là các bạn quăng cái chỗ điện thoại, mình mua điện thoại, rất nhiều người giàu có từ điện thoại không. Vậy thì bây giờ các bạn phát hiện ra một cái bí mật chưa, một bí mật chỗ nào chưa, là tất cả những cái bạn chi thì đang có những người họ đang hứng cái khoản tiền bạn chi đó và họ đang rất là giàu có. Bạn hình dung cái bí mật chưa? Vậy thì cái cách chúng ta chọn sản phẩm là chúng ta chọn gì
tìm trong những cái list hồi giờ cái gì mình bỏ tiền ra mình mua rồi. Bạn nhận ra cái điều này chưa? Không phải là ngồi suy nghĩ mông lung ở đâu trên trời đâu. Không phải vậy. Và những cái hồi giờ mình đã bỏ tiền ra, mình dùng, mình trải nghiệm rồi, đó là cái cách chúng ta chọn sản phẩm, chứ không phải là sản phẩm tốt. Nghĩa là chúng ta chọn từ những cái gì chúng ta đã trải nghiệm rồi. Vậy một cái câu hỏi đặt ra, nếu một sản phẩm các bạn chưa trải nghiệm thì bạn có chọn được không? Điều này rất là khó, vô cùng khó. Vì sao? Mình ví dụ cho bạn. Ví dụ như chưa bao giờ bạn đi resort 5 sao thì bạn không thể kinh doanh được resort 5 sao. Có biết gì đâu mà kinh doanh, có hiểu gì đâu mà kinh doanh. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chưa bao giờ đi nước ngoài thì không thể mở một cái dịch vụ du lịch nước ngoài được. Bạn có hình dung ra điều này chưa? Nghĩa là cái gì chúng ta trải nghiệm rồi thì chúng ta có thể mới bắt đầu kinh doanh được. Còn chúng ta chưa trải nghiệm, chúng ta không thể kinh doanh được. Ví dụ như bạn chọn một cái sản phẩm chưa đi mà cái sản phẩm đó chưa bao giờ bạn trải nghiệm hết. Ok mà. Ví dụ như là bạn nói là bạn chọn sản phẩm là kinh doanh cua, mà chưa bao giờ trong đời này bạn đi ăn cua, vì bạn chưa biết cái con cua như thế nào. Ok mà. Thì chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, nó rất là lâu, phải đi tìm hiểu cua nào để ăn. Các bạn mất rất là nhiều năm tháng để các bạn mới trải nghiệm được đó. Các bạn nhận ra điều nào mà vậy? Cái câu hỏi đặt ra ở đây, khi ra khởi nghiệp chúng ta chọn sản phẩm tốt là sản phẩm nào? Thực sự sản phẩm tốt chính là những cái sản phẩm mà hồi giờ bạn đã bỏ tiền ra bạn chi và bạn rất là thích nó, bạn thích nó, bạn rất là thích nó. Mình hay nói như này, bạn có đủ yêu nó? Bạn đã dành nhiều thời gian cho cái sản phẩm đó chưa? Dám yêu thì mới dám liều. Các bạn vô đây điều nào mà trong mà tình cảm lứa đôi vậy á, ok mà. Chúng ta dám yêu cô bé đó thì chúng ta mới dám liều vì cái cô bé đó. Còn các cô bé kia chúng ta đâu có yêu đâu, nên chúng ta đâu có liều đâu. Các bạn nhận ra điều này chưa? Sản phẩm cũng vậy, các bạn có đủ yêu nó chưa? Các bạn đã trải nghiệm nó chưa? Thì lúc đó chúng ta mới sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chọn sản phẩm đó và kinh doanh sống chết về nó. Chứ không phải là thấy thằng kia nó kinh doanh có được thì thôi mình về mình cũng kinh doanh được. Thằng kia nó yêu cái đó, các bạn biết không? Nó yêu nó mới làm tốt. Còn nó yêu nó làm rất là tốt. Còn chúng ta thấy nó kinh doanh được, mình cũng về bắt chước mình kinh doanh, mà mình có yêu đâu, mình không có làm tốt. Vậy như thế nào là sản phẩm tốt? Là sản phẩm mà hồi giờ các bạn cứ nhìn vào cái list á, và nhìn đi nhìn lại cái list đó và chấm một chỗ. Cái chỗ nào đó chúng ta đã trải nghiệm nó nhiều rồi, chúng ta đi với nó nhiều rồi, chúng ta có đủ yêu nó không? Chấm trong cái đó đó. Là cái đó là cái bí quyết để chúng ta chọn ra cho mình một cái sản phẩm tốt để chúng ta bắt đầu khởi nghiệp. Và hãy hành động ngay đi, các bạn đừng có chờ. Chúng ta cứ chọn một sản phẩm và bắt đầu chúng ta đi tìm các cái dữ kiện về nó. Các bạn chờ thì nó sẽ còn rất là lâu nữa.